Xin chào anh em nhé. Vậy là ngày mai đã đến ngày thi dạy ô tô Quy Nhơn Bình Định rồi anh em ạ. Bây giờ thì mình đang tắm chim đây. Đố anh em hai chim pin này là chim pin nào nhé. Đang bây giờ thì tầm khoảng hơn 1 giờ anh em nhé. Bây giờ đứng gió bắt đầu mình tắm chim. Đây cái view tắm chim của mình đây anh em. Đây là chim pin này thì đang ăn cám niu nhá. Nhìn cái cám này anh em biết là cám niu rồi đúng không? Đây anh em xem đi. Đó, nhiều anh em hỏi là niu thi đấu không thì đây niu thi đấu nhá. Còn cái lồng bên này thì cái lồng quen thuộc mà anh em rất là quen luôn đúng không? Đây là FB7. FB7 thì đang ăn hạt sắc tố từ khi thay lồng đến giờ nhá. Cặp tiền đào này thì chắc anh em đã biết rồi. Hai em nó tắm xong thì lên đứng trên cầu này phơi rủ rỉa nhá. Mình cho cứ tắm thoải mái lên anh em ạ. Nó tắm xong nó rủ rỉa nó xuống nó tắm lại rồi nó lên. Mình cho phải tắm thoải mái nhá, tắm cho sâu vào. Đây con chim mình nó mới hạn chế được gai rỉa nha anh em. Con chim phải tắm đủ đồ của nó nhá. Mình đừng có thấy nó chao chao mấy cái rồi anh em cứ tưởng nó tắm xong anh em bắt ra liền. Đây cứ cho nó tắm được thoải mái, bay gai rỉa trong này. Cái lồng tắm này thì được em Toài Quy Nhơn cho mình mượn nhá, mình mượn lồng. Còn đây là chim pin gà tre. Gà tre thì có hai cái lồng thôi nên là mình cho gà tre tắm trước. Em xem gà tre đây, gà tre thì đang ở trong cái lồng quái thú nhá. Mà ngày mai thì không biết là cặp tên nào sẽ ra trên đây khi mà có sự góp mặt của gà tre này nhá. Theo anh em thì có nên cho gà tre đi không? Gà tre thì mấy ngày hôm nay ra đây thì mình thấy là cũng rất là căng nhá. Mình gà tre thì chưa đánh giải lớn bao giờ nên mình cũng hơi bị lo một chút xíu. Đây hình bộ gà tre thì anh em nhìn không, mướt mát đẹp như một con chim rừng. Từ trước thì gà tre là một con chim cắn phá lông. Sau này mình thay lồng 100% hạt sắc tố, bây giờ vẫn ăn hạt sắc tố nhá. Đó. Còn sau khi mà hai chim pin này tắm xong thì mình cho ra hong tiếp khoảng 10 phút nắng nha anh em. 10 phút nắng trong lồng để cho nó khô ráo thì mình sẽ cho vào. Và tiền đây thì mình quay cái view này cho anh em xem. Đấy, anh em nhìn từ độ cao mình đang đứng là tầng 8, nhìn xuống thì cái view rất là đẹp. Bên dưới kia là anh em nhìn đồi núi đẹp lắm. Anh em thấy cái chỗ lá cờ này không? Đây là chỗ cái tòa nhà, cái hội trường nó to, có mấy cái lá cờ này này. Đó. Đây là cái chỗ địa điểm thi ngày mai nhá. Và quên mình thông báo với anh em là trong giỏ hàng đang có chương trình trợ giá của TikTok. Anh em nhận tay vào đặt hàng nhá. Bất cứ sản phẩm nào anh em mua hình như cũng được trợ giá thì phải. Còn bây giờ thì chào anh em nhá. Hẹn anh em vào ngày mai mình sẽ phát trực tiếp trên kênh TikTok và kênh Phở Bò cho anh em xem trận đấu đẳng cấp giải ô tô ngày mai nhá. Hội tụ đầy đủ các cái chiến binh đẳng cấp của Việt Nam về tham dự. Còn bây giờ thì chào anh em nhá.